thường nghe những người lớn tuổi nói: số do trời định, vận mệnh do mình sinh. Chàng đừng có nói cái gì mà vận mệnh của chàng, vận mệnh của ta. Từ nay về sau chính là vận mệnh chung của hai chúng ta. Huy Hoàng, Huy Hoàng. Đón xem truyền thuyết Phượng Hoàng lúc 20 giờ trên kênh chuyên phim cổ trang đặc sắc SCTV Phim Tổng Hợp.